Thế tạo cái gì sao? Ô tách nhạc cái gì? Cố lên cơ, máy học cho mình thôi. Cái chỗ này á, cái chỗ hồi nãy mình bình thường.
gì mà lao vậy, sợ hả? Nhà này chó đó. Nhạy lắm luôn rồi đấy. Đụng vô con gà là gì? Để vô rồi còn khóa cổ chạy nữa chứ. Bỏ chạy hả? Đi thiệt nhanh xuống đó. Ý là cố tình vì sợ. Ừ, đúng sợ rồi. Không khóa cổ để cho họ giác cũng được, cho mấy đứa nó giác cũng được. Không đâu, khóa cổ lại.